Trời ơi, cái trận này, trời ơi, cái trận này có Khánh Zumba rồi, anh em khỏi phải lo đi, về vào sớm ra sớm thôi, yên tâm. Vào sớm ra sớm, được câu sau. Ờ, đúng rồi. À, được câu trước thì câu sau bằng mấy câu trước luôn. Ờ, đúng mà, trời. Thiệt là kinh khủng quá mà. Anh em đang hỏi rằng là, anh em đang bảo rằng là hai anh em vào top 1 thì 100 đô cả vết em chia đôi nha. Ok, top 1 hả? Đơn giản thưa anh hai ơi. À, kênh link tên là gì vậy? À, kênh link tên là Thắng Trần ơi, kênh của link tên là link ATM nha. Và có nghĩa là link rất là nhiều tiền đấy. Hiểu không? Đặt cái tiền cho nó vui thôi chứ làm gì có xu mẹ nó đâu anh. Anh chú ơi, không có xu đâu. Trời ơi. À, xin chào các bạn trên live của Khánh Zumba Gaming và chào các bạn ở trên live của link ATM nha. Và chúc cả nhà xem live vui. Hello anh em, mình là Hứa Văn Cường đây. Cái biệt danh là Linh ATM đó mà. Hôm nay thì chúng ta sẽ được chơi game với thánh giả giọng. Có một team đấy. Thằng kia có một thằng kia. Bắn bỏ mẹ nó đi chú ơi. Đừng để cho nó thoát. Ê, chạy ngay đi. Chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn. Hạ cánh thế nào mà để chú nhảy một phát lên đỉnh nóng giả thế cháu. Nó ngay cạnh cháu nè, còn mẹ nó chú ơi. Rồi chú bây giờ chú đang cầm cái liềm chú biết đánh trên héo nào được sao? Ok. Chết ôi, ôi mày ơi, chạy đâu vậy anh hai ơi? Đây rồi, chú cầm khẩu lục rồi. Ảnh đèn lắm. Có khẩu lục rồi bắn cho đỡ nhục mà. Đẩy chú qua, đẩy chú qua. Anh mày, anh Khánh này đâu á? Thằng nào vừa bắn đây? Kênh của Khánh là Khánh thằng nào? Khánh Zumba, anh em cứ ghi Khánh Zumba nó ra ấy à. Cháu giết nó rồi lần chú ơi. Lần đầu tiên. À, khổ lắm mày bắn bot mày cũng oai à? Nhưng mà cũng là một mạng đó đây. Chú có méo mó hơn cùng. Thì tất nhiên rồi, khổ lắm. Thấy bảo Linh ATM bắn gọi là kinh khủng lắm đúng đúng không cháu? Kinh lần đầu lắm. Tiên chú giao thông mà chú run ngọt mẹ ạ. Chú run lắm cháu, chú run lắm. Người ta nói rồi già thì hay, hay tay chân run lắm mà. Có nghĩa là tay chậm chân run hả cháu? Rồi, mắt mờ tay chậm. À, thế nào mà cháu đi bộ cháu đội cả cái mũ bảo hiểm thế cháu ơi, trời thấy ơi. Cái mũ cháu đẹp không? Bóng lộn luôn. Này. Ngầu ngầu. Xịn luôn, xịn quá luôn. Ngầu. Ngầu như cái bồn cầu ấy cháu. Chú ơi. Chết. Alo thằng bắt đầu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt em đi. Anh dắt em đi. Tổ hài cực mạnh ha ha. Cảm ơn anh Clashman nè, cảm ơn anh đã donate cho em. Hôm nay em chơi mấy chú ngạm anh ạ. Chú ơi. Ừ, anh em bảo ra là ừ. Chú kể miếng chuyện nghe chơi đi. Ok. Đúng rồi, đang không có người. À, nhưng mà thế cách nào bên của chú mấy anh em đang bảo giật vãi. Khổ. Không hiểu sao giật nhỉ. Cháu không có biết đâu mà. Thế nào từ nãy đến giờ vẫn cầm khẩu Uzi cháu ạ. Khổ. Mạng. Khánh ơi. Chết bà rồi. Bên chú bây giờ bị lác mạng rồi. Chắc là hôm nay cháu cài cho chú cái bitrate nó hơi cao. Mạng chú thì hơi yếu đó mà. À, vậy thì bây giờ chú chuyển về cái 3500 cháu. Đúng rồi chú ơi. Chú chuyển về đi. Không, chú để 4-5 nghìn là được rồi. Không là bây giờ chuyển về thì có vấn đề gì không? Có vấn đề đó. Bây giờ không cài được cháu, bây giờ không cài được cháu ơi. Phải tắt đi xong rồi mới cài được. Chết mà, thế này bây giờ phải like lại à? Người ta nói là nghịch ngu đó. Không, nó vẫn... Thế là nghịch ngu rồi cháu là khổ lắm. Tắt đi khoảng lâu đó một... Đại chúng. Bây giờ khổ lắm, bây giờ là chú tắt đi là coi như tắt like đi cháu. Tắt đi không phải... tắt đi phát chỉnh nhanh vào nó vẫn lên, nó vẫn nạp luồng được, không lo. Không phải khổ à. Lắm chú đang sở chú là chú đang sở dụng gọi là sở chim lát cháu ạ. Khổ bây giờ mà tắt cái sở chim lát đi thì đã cài lại thì cuối cùng tắt mẹ like cháu ạ.
Xin hỏi anh em lại một lần nữa, nếu mà lag nó không quá đáng lắm thì mọi người vẫn xem được đúng không cả nhà? Đúng rồi, vô chỉ kèm nghe cái tiếng ma đó thôi mà. Anh ơi, cả nhà ơi, có nghe tiếng gì không nhỉ? Thế Bảo Linh sắp lấy vợ đúng không cháu? Chú nghe tiền ở đâu vậy? Để cháu qua cháu đánh bỏ mẹ nó luôn. Người yêu không có thì lấy đâu ra người, lấy đâu ra vợ chú ơi. Khổ lắm. Chưa thấy người ta bảo thế cháu ạ. Tù đồ nghe chú. Cháu nghe chuyện của người ta chưa? Cháu chưa. Người ta bảo thế. Nó khốn nạn, nó đồn gì mà đồn dữ vậy? Nó bảo mẹ và sắp lấy vợ rồi bị bố mẹ ép lấy vợ. Câu chuyện thì không hiểu quá sao? Xa đó mà. Chú kể miếng chuyện nghe chơi đi. Cháu đang muốn nghe chuyện ma để cho nó. Chuyện gì đây? Chuyện ma đó chú. Có người cháu ơi, có người. Trời ơi, bây giờ chưa kể chuyện ma chú nó bắn cho vỡ mồm. Nó sồm với cháu lại trời. Chú trời. Để chú qua đừng mày đừng tranh mày okay. Mày đừng tranh. Đừng tranh với chú tao này để chú ra tận nơi chú vợ. Bay trưởng. Người đó cháu ạ. Người đấy. Người nhưng mà người đấy. Nhưng mà người máy đâu mà. Đúng không? Trời ơi đừng nói thế mất cái giá trị phát bắn thì không chú. Cũng, trời. Cũng là người đó mà chú. À. Chúng đang ở cái gì nhỉ? Các cháu đang comment nó bảo chú Khánh ơi. Quên chú Khánh Zumba ơi. Anh Linh Ban đi. Chưa lấy vợ đâu trời ơi, lấy chồng chứ không lấy vợ đâu trời. Ông nào bảo Linh, Linh. Bảo tôi cháu 3D nào. Ra đây bơi qua đây tôi xem nào. Bắn cho bẻ sọ luôn này. Các anh em đang bảo rằng là hai anh em cố gắng lấy top 1 đi donate cho mỗi ông. Ok, tầm ba cái top 1. Bây giờ cháu nghĩ sao? Chứ cái đó thì mình không có làm được. Cháu nghĩ sao? Cháu nghĩ sao nào? Cháu nghĩ là cháu làm được mà thôi, con mẹ nó người kìa. Tốt rồi chú hai à. Làm cháu tốt à? Sao vậy cháu? Nó ở trên nóc trường học này chú ơi, con mẹ đó. Mày... Rồi qua lấy nụ nó cháu ơi, qua lấy nụ nó nào. Để chú qua. Mày bình tĩnh. Để cháu. Mày yên tâm. Có tiếng bước chân cháu ơi. Ok chú ơi. Chú xử nó đi. Thằng boss này dám ba cái thằng boss. Trời ơi. Mày dám bắn Khánh Dung ba à? Mày không tới chú đi cùng à? Linh ATM à? Không cháu. Còn mày nó ở dưới. Cháu cứ bắn có người cháu ơi. Rồi clear đấy chú à. Tám hay lắm cháu. Hay lắm cháu. Chú bắn thiết đếch nào nó lắc thế cháu. Còn người không? Còn chú ơi, con máy nó ở đây này. Ở trong này. Đây từ từ. Chú cứ lút đồ đi. Không, chú không thích lút đồ cháu ạ. Chú không thích lút đồ tí nào cả. Xong rồi chú ơi. Mày cứ bắn. Chú không thích lút đồ của đồng đội khi mà bắn được đâu cháu. Mày ra lút đi cháu ơi. Mày ra lút đi. Chú vừa lấy được cái ba lô của nó thôi. Đấy nó vẫn còn mấy cái cốp 2, cốp 1 thì cháu cứ lấy đi. Có tiếng bắn kìa. Chú vừa tiếng bắn kìa, có tiếng bắn kìa. Vẫn còn. Ok chú. Vẫn còn. Thằng nào bắn được. Còn mày á mày. Mày biết mày bắn ai không? À, cẩn thận lên đây. Cháu chạy trông nhông thế cháu. Ok chú à. Clear. Mẹ thằng boss làm sao? Thằng boss thôi mà làm người đó chú à. Thế này chạy như kiểu là chó chạy ngoài đồng đó. Con khỉ nó đi như vậy là nó boss rồi cháu ạ. Boss mày bắn kinh khủng thật trời. ở chỗ này có mu 3 có M4 16 cháu ơi, qua đây lấy này cháu. Sầu thấy bà cố luôn. Trời ơi, ăn gì mà giàu vậy hai. Boss mày giàu ghê nhỉ. Cháu nhỉ. Bót mà xấu đi. Trời ơi Linh ơi là Linh. Anh em đang bảo rằng là mấy chú nâng cấp đi. Cảm nhé. Chiều nay thằng Linh nó chơi cú pháp đấy. Trời ơi. Làm thế nào bây giờ là. Giờ là đơ hết cả máy của chú rồi. Chú like chú bắn bình thường mà anh em xem trên live mà anh em không xem được cái gì cả Linh ơi là Linh. Trời ơi Linh.
Chơi vậy nó không có vui. Trời ơi, Linh làm thế này chết mẹ chú rồi Linh ơi. Thôi thế là thôi này. Linh đăng like đó anh em, đúng rồi cả nhà nhá. Anh em nói như vậy thì khác gì bây giờ anh em mà đang xem trên này nó lag thì anh em sang lên Linh xem à. Trời ơi. Lên xe thứ hai. Ông chơi chiến thuật rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Mày kẹp. Mày kẹp chú nha. Từ từ nhớ là chú làm xe lửa, chú làm xe lửa. Ôi chú ơi. Ui chú ơi, chú đừng làm sống chú ơi. Đừng bắn. Cháu ở nhà nó còn, cháu cả nhà cả cửa cháu. Mẹ cháu mới mua được cháu con xe. Chú chơi vậy đâu có vui. Cứ ngồi đi nói đi. Yên tâm đi. Chú bên gọi là chú bên là lính cứu hỏa rồi cháu cứ. Giỏi đi lên 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 cháu lái xe cháu lái đi. Người ta gọi đây là cái gì nhỉ? Mình lái từ từ thôi cháu. Cái gì nhỉ? Đây là cái phim gì mà phim người lửa nhỉ? À cái phim đầu lâu lửa nhỉ? Mày hỏi chú biết hỏi ai bây giờ cháu? Cháu tưởng kiến thức chú sâu rộng lắm mà. Sao chú củi bắp quá vậy? Cố gắng lên Linh. Rồi cháu ơi có người. Ok chú. Còn mẹ đó. Chú nói đùa vậy. Đi đi. Chú nói đùa vậy. Nhà kho có người cháu ơi chú nói thật. Nó chết rồi chú ơi. Chết rồi. Đây con người. Ui, đây này. Bật thầy lắm. Trong nhà kia. Rồi cháu thấy rồi. Lát rồi, lát rồi, trời ơi. Linh ơi là Linh ai bảo cháu cài cho chú cái bí quyết nó mạnh quá, nó cao quá cháu. Trời ơi, cháu tưởng chết mà mạnh quá. Ai ngờ, nó củi bắp quá à. Chú ơi, trời ơi. Ôi đừng, ôi đừng. Một người ta đi vội vã. Quá ra một tim cháu à, khổ lắm. Trời ơi, hai tim à. Hai tim luôn à? Mày nó. Chú già rồi, sao chú hấu quá vậy? Thôi thôi, bây giờ khả năng là chú like lại để xem chú bao nhiêu người để chú cài lại cái like đó. Để vì xem thế này mọi người không xem được. Cháu cứ bắn đi nhá, đừng có chết sớm. Yên tâm. Nó còn bom cháu còn mày. Xin lỗi cả nhà trên like của Linh ATM và cả nhà trên like của Khánh Trung Ba nha. Bây giờ có gần 200 người đang xem của chú này. Bảo 2 phút nữa người ta quay lại đó mà. Xin lỗi mọi người nhé, bây giờ là Khánh xin phép nha, khoảng tầm độ 2 phút quay lại like của Khánh nha. Xin lỗi cả nhà nhá. Xin lỗi cả nhà. Má mấy cái thằng đấy, này. Mọi người đang bảo là cắt like đi. Xin lỗi cả nhà nhá, xin lỗi nhá. Cả nhà nhá. Không có thấy con mẹ mày. Con mẹ mày. Mày chơi tao mà. Hay lắm Linh. Clear một team rồi chú à. Nó bắn bot hay lắm. Bắn bot hay lắm cháu. Người đó chú hai. Giờ nó bắn sau cái mẹ luôn. Giờ đang chú cực khổ đây. Mày cài cho chú bây giờ chú không biết cài lại kiểu gì cháu à. Chỉ chỉnh cái mic rớt xuống thôi. Hợp lý luôn. Bây giờ không à được rồi. Đây rồi. 3500. Còn mẹ mày. Bình tĩnh cháu ơi, bình tĩnh cháu ơi. Ôi, mày lắm, mày lắm Linh. Bạn ơi, mày bạn lắm. Biết mình là ai không? Quái vật đó, đừng có vô đây. Linh ATM đấy, khổ. Khổ lắm. Này, chú like lại đây. Còn mày nó dám ăn hiếp cháu chú à. Mọi người đang bảo rất là giật này, bó tay luôn này. Ôi. Cố gắng lên Linh nha, để chú quay lại đây. Ok chú. Ôi con mày à mày. Trời ơi. Đừng má mày. Chưa. Con mày bắn đâu vậy? Ôi. Nó bắn cháu này, nó táp cháu vai đái luôn này chú ơi. Nó khổ lắm bây giờ mà nó không bắn cháu thì nó bắn chú à. Cháu không có thấy con mày nè. À, mày con lợn này. Con mày mày bắn đi, bắn chúng ta cho 10 tỷ.
Bên này mình bắn bằng điện thoại anh em ơi. Mình Khánh chơi giả lập, mình chơi bằng điện thoại. Nên là nhìn nó khác đó mà. Nó hơi cực chứ nhỉ. Đúng rồi. À, chào 150 người đang xem live của Linh nhé. Ui bạn đúng ơi, lắm. Bạn chạy được sao? Bạn nghĩ gì? Bạn đen rồi. Chúc bạn ra chơi kiếm mới vui vẻ. Anh em thấy táp không? Táp như táp người yêu cũ. Mẹ táp như kiểu là thông ấy cho nó chung đó, mẹ khổ. Ok. Cái em nào già cháu nuôi lợn hay sao mà cháu chú thấy lợn kêu to thế cháu? Không có phải đâu chú. Ôi chết rồi, cái cây gì vậy đó? Cái gì nó kêu vậy cháu? Người kêu đó. À, người kêu ở vậy chú xin lỗi nha, chú lại cứ tưởng linh tinh. Ồ. Chú già rồi, chú nghĩ yêu đời lên đi. Lần này chú lai lại mà chú vẫn bị lát. Chú không hiểu là chú trách ông Linh hay trách ai bây giờ khổ. Chắc chắn là do cái biết rét đó mà. Biết sao cháu biết không? Tại sao biết? Vừa lấy cháu cũng chỉnh cái biết rét ở trong stream lab của cháu lên tận 8.000 và cháu bật một phát thì nó giật tung người. Ôi mẹ ơi. Mẹ hóa thế, ra là cái OBS mấy cái đấy nó khác nhau. Nó chỉ khác mỗi chỗ đấy thôi. Ok cháu. Hello Jimbo, hello anh em, chúc em buổi tối vui vẻ. Đừng quên để lại cho mình một like như một đăng ký kênh nha. Anh Phong rồi, anh Phong vào có kèo không anh ơi? Hôm nay em bắn mấy giả lập đây. Anh có kèo gì cho em đi. Anh hỏi Hải Mõm à? Không, cái này là Khánh Dung Ba anh em ạ. À, khổ lắm, không phải Hải Mõm đâu, sao ai cứ hỏi Hải Mõm đều khổ chứ. Con trai của, à con trai thứ N của Nguyễn Ngọc Ngạn. Và chúng ta chuẩn bị like lại của Khánh Dung Ba này. Khổ ghê. Đấy, sao chú chỉnh anh em ạ. Mà chú chỉnh lâu quá vậy. Ừ, thật cháu lắm. Thì khổ lắm mà chú phải like lại chứ bây giờ có phải là được ngay đâu cháu. Khổ. Thiệt là buồn đó mà. Quá buồn. Đấy. Lỗi tại anh. Tại link ATM đấy. Nó tải cho chú. Đây các cháu ạ. Khổ. Đặt áo các cháu trên live của link ATM. Anh em nào đang xem cho cho thằng cu link ATM nó một like. Một chia sẻ, thằng nào không thích thì cứ dislike cho. Ai chú. Ông nha. Câu câu cháu là câu trước là cháu thấy mượt mượt rồi đấy. Câu sau là hơi sai. Chú xin lỗi nha, nhưng mà kiểu khi chú gọi là thật thà đấy cháu. Khổ. Chú ơi, già rồi. Bây giờ chú bắt đầu phát lại cái like của chú. Và không biết rằng là bây giờ có nổi 10 người xem không. Chú yên tâm, yeah. Không có được 10 người đâu. Cảm ơn cháu. Đấy, cái câu sau nó vả câu đằng trước của cháu đây. Người ta nói là ăn miếng trả miếng không mà. Hello gà, gà có chơi không gà ơi? Gà vào cánh tim đi, hôm nay anh chấm giả lập gà ơi. Bảo Khánh kể chuyện ma đi á. Từ từ lại Khánh bật lại like đã rồi. Khánh kể chuyện ma cho anh em nghe. Mình cũng muốn nghe rồi, cho nó hồi hộp. Rồi. Chúng bắt đầu kể đi chứ nhở. Chuyện em đang cút tùm á. Một cút tùm của ai vậy? Trời ơi, mọi người vẫn là chọn like của chú bật một phát là hơn 100 người vào đấy. Xem luôn cháu ạ. Cháu bảo rồi chú không nghe. Bây chú đi ngủ nha, chú đi ngủ xong mai chú vào vẫn thế luôn, chú ngủ xem. Cháu thật thà thế. Các bạn có nghe chuyện ma không? Cái đấy chú, cháu nghe cái đoạn nó hồi hộp tí. Thích nghe đoạn hồi hộp ạ. À. Anh em ở trên live của link ATM có muốn nghe không phải nhà ơi. Vì viewer của cháu đang bầu chú kể đó. Ok. Vậy thì chúng ta cùng đến với câu chuyện 3. Chuyến xe buýt kinh hoàng qua tay lái của link ATM. Hôm ấy, link ATM có giao thông với Khánh Dung Ba. Anh ta đang lái quả xe squat di chuyển sang những quả đồi vừa đi anh vừa đánh võng. Anh đánh lái về tay trái ơ đổ đến cái đoạn này anh thấy địch rồi. Anh định làm gì đây? Anh đó làm gì cả, anh tiếp tục đi tiếp mặc kệ
mặc địch xung quanh, anh đéo quan trọng. Anh tiếp tục di chuyển. Mặc dù nghe thấy tiếng đạn nổ như tiếng gọi là tiếng pháo hoa đêm 30 cháu ạ. Hay lắm. Có đủ, vậy thì chú nhìn nhầm trên cái màn hình khác chứ cả câu chuyện này đó cháu ạ. Mày bắn cái gì gây thế cháu? Link ATM. Chú kịp là dễ đó mà chú hai. À đúng rồi. Cảm ơn bạn ơi. Cảm ơn Dương Lê. Khổ lắm Dương Lê ấy. Là cứ thi thoảng lại ném vào mình mặt mì mấy gói mì tôm ngại quá. Kể trời tiếp ơi. Đi chú. Cháu đang hồi hộp thấy mẹ luôn. Mẹ chú vẫn đang thấy hồi hộp thấy mẹ luôn này. Lúc ấy sau khi nói câu hồi hộp thấy mẹ, Linh ATM bắt đầu di chuyển lút đầu. Anh ta nghe thấy tiếng súng xung quanh, anh mặc kệ đéo quan tâm thằng địch nó bắn hay không bắn. Anh tiếp tục di chuyển. Ơ đồ, đã lút đồ rồi lại còn quay lại lút nữa, không hiểu Linh ATM. Có đảng mà chú hai. Đó, một thanh niên vô cùng thông minh. Anh ta lút rồi nhưng mà vẫn phải quay lại lút nữa. Lúc này Linh ATM cầm khẩu gì đây? M24 phải không cháu? Đúng rồi. M24 cốp 6. Anh ta bắn được cốp 8 cầm, cốp 8 mà chú 1. Hai. Mà đồ chú xin lỗi nhiều khi chú nhầm 6 thành 8. Già cả nhầm. Rồi cháu ạ. Cố gắng lên Linh. Hay lắm. Linh cầm khẩu M24 và cốp 8. Anh ta di chuyển về phía hòn đá. Anh định làm gì đây? Tiếp tục cầm quả súng lên, gần như kiểu cầm đèn pin đi soi cua buổi tối. Ngồi lên chiếc xe. Một chiếc xe khổ lắm. Không hiểu thằng này đồng bóng hay sao mà ngồi lên chiếc xe. Xe cũng phải là dán đề cát màu vàng. Khổ. Lúc này Linh ATM di chuyển. Có đầu cẩn thận cháu nhé. Cẩn thận cháu ơi. Hay lắm. Linh bắn đụt. Linh bắn đụt. Bắn đụt. Chúng đụt 3 chút. Hay lắm. Hay. Không khí. Bình tĩnh Linh ơi. Okay, bình tĩnh Linh ơi. Chú bình tĩnh đi chết. Gặp ba cái thằng gia lập cho bắn hoài. Chào bạn Nam giấu tên. Con mẹ mày bắn cái gì? Anh em đang bảo rằng là Linh ATM bắn hay vãi kìa. Mình bắn bằng mobile đó. Con mẹ thì nó không. Anh em đang bảo là vãi cỏ đò. Cái quả nhạc. Ồ, trời ơi. Lúc này Linh ATM vẫn tiếp tục cầu khẩm âm khẩu mở hai chút. Anh ta bắn hay lắm Linh. Hay lắm Linh. Ngầu lắm cháu. Hay lắm. Ngầu không? Ngầu như cái bồn cầu cháu ạ. Tiếp tục. Mặc dù không có buồn đi vệ sinh nhưng mà Linh ATM vẫn chui vào cái bồn cầu. À đúng hơn, đây là cái gì ta? Cái nhà vệ sinh. Đúng là cái bồn bình cầu thường rồi. Người ta uống nước thì người ta ra ngoài trời người ta uống. Nhưng mà không, Linh ATM phải chui hẳn vào cái trong cái nhà vệ sinh để ngồi uống nước là như thế nào? Uống nước nó cũng phải có cái toát ra cái vẻ chất chơi chú à. Nó phải khác người, nó phải khác người. Ôi mẹ ơi, nó cay hết mạng của cháu rồi. Là Linh ATM bắn hay như bắn bot vậy. Đúng rồi. Hay lắm Linh ạ. Con mẹ mày. Chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn. Cố gắng lên Linh. Lúc này Linh lại tiếp tục nhảy sang cái xe dán đề can màu da cam. Một người con trai sở thích mà phải nói rằng rất là màu mè. Và xe thì màu da cam, bầu thì đội mũ màu xanh da trời. Thực sự không hiểu Linh là một con người biết thế nào Linh ạ. Tay phải Linh ơi, có người tay phải Linh ơi. Trời ơi Linh lại chết. Đâu? Tiếp tục. Khi nó kêu cần sao nói đùa vậy thưa mày. Ôi, quay hẳn một bạn. Đùa vậy thưa.
10 tỷ. Không nào ở đó đâu, ở đủ có rồi cháu ơi. Mày bị giết rồi, nó giết. Nó bay màu rồi, nó bay màu rồi. Ôi chú ơi, cháu sợ quá. Nên chiếc xe màu da cam. Chú ơi, chú có thể kể tiếp cho cháu nghe được không? Trời ơi. Anh em đang bảo là mà sao anh Khánh lại ngồi xem tivi rồi, khổ lắm. Nhiều khi cuộc sống không như mình mong đợi các bạn ạ. À, nhạc là... ám ảnh quá. Chúng ta đang lạc vào thế giới của Khánh Thương Ba và Linh ATM. Lúc này Linh ATM vẫn tiếp tục cầm khẩu M24. Anh ta dơ lên, có làm gì không, không làm gì đâu. Linh tiếp tục lái con xe dán đẹp cam màu da cam. Anh ta lái xe về những khu vực đông dân cư. Anh định đến lấy thính. Và liệu rằng anh có lấy thính không? Để xem nào. À không, anh đeo lấy thính à. Anh ngồi xuống. Anh gù gù, anh lấy thính rất bình tĩnh. Tiếp tục, Linh ATM lại ngồi lên xe lái đi đến những tòa nhà phía trước. Có làm gì được không? Không có làm gì. Ôi đồ, cái này thì lái xe làm gì hả cháu? Chạy bộ cũng được, phải lái xe làm quái gì? Hay lắm Linh, bắn ngầu lắm cháu. Một thằng nữa nào tốt. Ôi, một cháu ơi, mà... không hiểu rồi. Hay lắm cháu, bắn thầm, nó đang cứu được cháu. Hay lắm cháu, hai thằng nóc rồi. Cả lưu cái gì? Không phải chú cháu mình đang quảng cáo cho dầu đầu cả lưu đâu. Mày cứ nhắc đến cả lưu nhiều hả Linh ATM? Hay lắm Linh. Hay lắm Linh, okay, cố gắng lên cháu. Cậu mẹ đó. À, mọi người ơi, mình đến lại. À trời ơi, ông này ông bảo tôi bình luận như bóng đá. Bóng đá mà có thằng MC nào bình luận như thế này. Bình luận như thế này nó đuổi bó mẹ rồi. Trời ơi, nhìn là phát biết địch ở đâu. Trời ơi, ông này ông bắn đẳng cấp lắm. Thành viên trong tem Tuấn HC thì anh em phải biết như thế nào. Giơ một phát thôi chưa bắn nó đã chết mẹ rồi. Đây thấy chưa anh em. Đó, không phải có người ta ơi. Không phải có người ta ơi. Rồi khổ lắm. Nhìn như vậy chú biết cũng là trượt mà. Hay lắm cháu. Hay lắm cháu. Mày chết rồi. Mày không thoát đâu con trai à. Này, à đâu nó phá xe cháu ơi. Con mày đó. Mày ai bảo mày dán đề can màu da cam cho nên nó bắn mẹ xe là đúng rồi. Trời ơi, đàn ông con trai dán cái xe màu da cam lại còn hoa văn. Thì chú không hiểu Linh ATM là như thế nào Linh ạ. Sao mà cầm ít sau đầu giết bố mẹ luôn. Màu xanh da trời. Bà trên người lại còn đeo chào nữa hả Linh? À, mày có phải là cháu của bà Tân Vlog không hả Linh? Không phải đâu, chú nhầm rồi. Trời ơi, hay là vào game mày còn gọi là làm món trứng to khổng lồ. Không phải cháu lại đúng rồi. Hay lắm. Hay lắm Linh. Linh bắn rất đầu. Ui. Trời ơi Linh ơi là Linh ơi, khổ Linh chú ơi. Ơi. Chú ơi nó bắn ghê quá. Trời ơi. Trời ơi.